thầy nắm bắt ra được á, giao cho đồng đạo hết. Rảnh lắm, có đúng không ạ? Rồi sẽ qua đây, sẽ qua đây thêm. Vì là nói cho nên năm nay đó, muốn trao đổi cùng tất cả Phật tử lời thiết tha thì cũng gần về Việt Nam rồi. Mong tất cả đạo tràng ở đây nhẹ gót phong trần. Tại sao mà thầy nói là nhẹ gót? Con đi đâu có mạnh mà con đi nào là dài nè, nào dép nè, đâu có đạp gai đạp đinh gì đâu mà thầy nói là nhẹ gót. Xin kính thưa quý vị, gót chân của chúng ta đã dẫm ở đây đã mấy ngàn kiếp rồi, mấy trăm kiếp rồi. Một ngày một ít, một ngày một ít, một năm tháng thì nó đã dẫm quá sâu. Cho nên nhẹ gót phong trần kể từ đây ta rút cẳng lên được rồi đó. Thì bây giờ mình không có bước nặng nữa mà mình khéo bước cho nó nhẹ nhàng để chúng ta lướt qua. Nơi cõi ta bà này không thể kể hết được. Mà nói thì quý vị có nắm được tin tưởng vào lời của bần sĩ vô danh không? Gọi là vô danh ẩn sĩ. Vì trong khi động tịnh và ngồi thấy trong cuộc đời, rồi thấy mình, rồi thấy tất cả từng hơi thở, thì hỏi gì chứ, thở hoài được không? Hơi thở nó nói được chứ, nhưng mà đừng có bắt nó đi xa quá. Nếu đi xa quá cái nó đi luôn. Hơi thở nó trả lời vậy. Thì nói vui á, xin quý vị cũng từ bi quan hỷ. Rồi thầy mới nói, ủa, đi luôn rồi làm sao mà rinh cái chiếc thuyền ná này, cũng như mà ông lái mà, nói bỏ lại. Thì chúng ta mà mần mệt nhọc đó cũng do hơi thở điều động. Nói tu tâm. Kính thưa quý vị, cái tâm là cái gì? Ở đâu? Mình có nắm được nó chưa? Mình thấy dạng nó chưa? Thấy tụ hình nó chưa? Thấy nó đẹp không? Nó trắng không? Nó già hay trẻ? Chưa thấy được cái tâm. Cái tâm là cái hồn. Mà từ cái hồn đó là gì? Là hơi thở. Là hơi thở của chính mình. Mà hơi thở đó là một luồng thiên khí rất là tuyệt vời, dẫn mình đi đến cực lạc Tây Phương. Mà cũng hơi thở đó dẫn mình về nơi địa ngục A Tỳ A Tu La súc sanh. Hơi thở đó giúp mình trẻ lại không có già. Hơi thở giúp mình tật nguyền, hay là mình bệnh gì ở trong châu thân của mình, bản thân mình, giúp mình sẽ xoa dịu và bớt được. Vì chúng ta kể từ đây thì xin thiết tha, lo việc mình đừng lo việc ai nữa hết. Giúp đỡ thì mình là một chủ trương rồi. Hãy mình biết đạo hiếu nghĩa gia đình đạo nhân như thế này thì mình là một tấm bản đồ của từ thiện rồi, có sẵn rồi. Chờ khi nào, cũng như ở bộ trưởng mà, chờ khi nào có việc gì thật cấp, thật cấp binh hay là cấp sứ thần hay là cấp tất cả thì mình không phải lo cái đó. Mà mình đã phân bị và dự bị tất cả những cái gì mà mình là người tu tâm. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây thì không nói sai. Nói đừng có lợi lại chùa, cốt sắt xi măng, trời ơi có gì trong đâu. Thì đâu có gì trong đâu. Gì thấy không? Không có gì hết. Nhưng mà cái hình giấy căn cước của mình á, hay là giấy passport, hay là giấy hay là hồng hộ thân mình gì đó thì nó cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà phải đợi đó kiểm tra. Qua những cái sự kiểm tra mà ta đóng dấu rồi thì ở đó là mất là chết đó. Không ai chứa mình hết đó, mà không ai nhận mình hết á. Thì ngay bây giờ cái tượng của Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát như thế này thì đá sắt xi măng vẽ hình thiêu, nhưng mà quý vị đem về để làm gì? Đem về thờ. Có chứng minh không? Có. Vì hằng ngày chủ gia hoặc là đạo, hoặc là tất cả các vị Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hôm nay con sẽ thỉnh tượng bà về đây, mong bà thị hiện trọn phần để giúp đỡ chúng con và chúng sanh, con sẽ lập thệ nguyện thì năn nỉ. Thì nơi nào đi nữa bà cũng thị hiện về ngay cái tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, điều của bà.
Thì hồi đó cốt sắc xi măng để người kia bụi bặm, nhưng bây giờ là một vị Bồ Tát. Mình không được quyền nói cốt sắc xi măng nữa, mà nói là cốt sắc xi măng. Như vậy, còn tất cả anh em ở đây, người tu chưa được, người tu được, người méo môi, người lành môi, người đi cẳng trên cẳng dưới, người nói lớn tiếng, người không, thì mình càng phải thương nhiều và theo chư Phật phải bình đẳng hết. Mà đây là Đức Quán Thế Âm, bữa nay là bữa thì cũng được nghỉ ít hôm, đến nơi ngôi nhà của Đạo Quân để thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng một sự tưởng tượng rất là ngoài đẹp, trong đẹp. Thì tất cả đồng đạo đạo tràng hình như cũng biết Quán Thế Âm Bồ Tát đã gánh chịu bao nhiêu chuyện quan tình, hoặc là cái hạnh nguyện của Ngài rất là lớn, không ai theo được. Nhưng bây giờ con sẽ theo được. Ở đây nè, có nhiều vị nguyện con sẽ theo được. Theo bằng cách nào? Con làm Bồ Tát thế vì Ngài dạy con. Rồi từ đó đó Bồ Tát thấy thuận nghiệp quá, vậy là nó giống mình rồi, chuyển trường cho nên Bồ Tát đạo khi mình nhập đạo. Sau cùng đạo quả được thành công, chuyển lên Bồ Tát Phật không mấy hồi hết. Cũng như đứa bé mà nó học, nó cố ngoan học, hiếu học, ráng lo học thì học bổng thôi, học ngoan không có gì khó đó. Mình thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nơi đây không phải ngôi nhà này nhờ, mà nhờ tất cả hết. Bà đã thị hiện một tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nhỏ nhưng mà vang vang lên ngôi trời đạo lợi. Tiếng chúng sanh nguyện và cảnh tỉnh được một đôi lời. Vậy hôm nay trước những thể hiện tượng hôm nay, thầy đã nói thiết tha mong cầu quý vị ráng cố gắng nhẹ mình. Nhẹ gót có nghĩa là nhẹ mình, đừng cho nặng nữa. Vì mình quải cái gánh đi mà mình cứ bỏ vô hoài đầy, mình bỏ bớt ra. Cái nào mình xài, còn cái nào không xài cho người ta bớt, cái mình đi về nhẹ lắm, không có sao đâu. Còn việc làm ăn của chúng con Phật tử vẫn làm bình thường, nhưng không sanh ra những điều gian trá. Là một, thứ hai, mình mua bán mình không có mang tội giận ngữ. Cái cô kia, cổ không có ai trả giá cái món này, mà cổ dám nói với bà cụ già, cái hồi nãy người ta đến ta trả 20 rồi đó, con không bán, giờ bán bà, nhưng mà không ai trả. Bà già mà, bà lầm tưởng đâu thiệt, vậy là 20, thôi bán tôi 18 hay 19 được không? Thì món đồ đó chừng 10 đồng, 8 đồng mà gạt bà này nói là có người trả. Vậy. Cho nên hôm nay thì đến ở Úc Châu, đặc biệt là món hàng giá chắc chắn không thay đổi và không được quyền trả. Thì ý của thầy cũng nói với quý trò là mình nói món quà của tôi, hàng của tôi rất mắc, bao nhiêu đó mua được thì mua, không con cảm ơn, không giận ngữ, vẫn mua bán. Nói tiệm này ế, tiệm cái ế, thôi để tôi chuộc bộ chuộc ngại. Đó là ngoại đạo, sống ngoài càng khôn, xài những cái đó cũng như là mình kích thích cho cái cây, cái hoa nó chưa có trổ được mà kích thích là nó trổ đeo đây, nó trổ trước giờ. Đừng bán kịp Tết, bán kịp Noel, bán kịp mùa xuân này cái nọ đó, thì mình hấp thụ một cái là kích thích thôi, chứ nó không có đủ, nó không có đủ mùi hương vị của cái hoa tươi này đâu. Và mới trưng qua mấy ngày nó bị kích thích, nó tốt vậy chứ rồi nó sẽ xù. Mà qua người ta trưng 7 ngày nó không có sụ, gì đó là thiệt. Cái hoa người của mình thì có ra thì dân có biên khẩu khú là tinh hoa đàn kinh. Cái hoa người và cái thân cây của người cũng vậy. Thầy muốn kể chuyện ở đây hơi lâu chút cho tất cả đồng đạo anh em của mình trong một buổi thiết chiều ở Sydney gần đạo huynh trưởng kỳ dân cư sĩ. Mình là người phát tâm Bồ Đề thì phải hiểu rộng thấy sâu và còn biết trước việc bao nhiêu tầng nữa kìa, chứ không phải ngoan đạo tốt đẹp để thâm nhập đối phó. Là một con người như một hành tinh, một hành tinh của ở đất địa nào cũng có hết. Một hành tinh ấy là hòa nhập với hành tinh nơi tâm cõi tâm giới xuống đây với mình. Mình là một hành tinh rất là tốt đẹp, khôn ngoan
dễ thương, dễ mến. Đi tới đâu ai cũng kính phục mình là một người cao cả. Còn chúng ta nói ta cao cả, không cao cả đâu. Thì thầy xin tất cả đạo tràng ở đây cố gắng thu hồi bớt lại những gì mà mình không thích hợp và không có đúng với con người của mình, và không có ích lợi bản thân mình, mà nó đã tiêu hao phí thần khí, tổn hoại trong một cái đức tin của mình, thì dọn dẹp bớt. Còn người bạn nào mình thấy chơi có lợi, mình so bì vào tiếng nói, anh nói ở đây, nhưng ngày mai tôi sẽ so lại coi có đúng hay không. 30 năm qua lời nói thiệt cũng lụng cột, mà mình nói tu mà lời lẽ, mới nói ở đây mình đồ trật như vậy làm sao đây. Một đứa em học cũng vậy, trước nhất đâu có cho vô mà tập viết đâu, phải đồ đồ cho dạng cho ngay thẳng rồi thì sau này mới tự viết. Người học đạo cũng phải vậy, bước chân đầu tiên cha mẹ hiếu thảo làm con, lập hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm hiền hậu, không nói lớn tiếng quá, chuyện gì lớn tiếng thì nói, chuyện gì cũng như ông Quang ổng đưa ngón tay ông chỉ ra một tiếng thì nói, còn bằng không thôi dập tắt bớt lửa lòng để chúng ta thanh trong mầu nhiệm của chính mình. Để thầy ơi con thu sẽ con thấy, mà ở đây chưa ai tu hết. Ủa thầy ơi, con rước thầy lợi cái ngôi nhà con đẹp quá, hay là ngôi nhà con sơ sát điều hiu để mời tất cả đồng đạo lại, mà thầy nói chúng con tu mà chưa phải là người tu. Thể hiện của tất cả quý vị là phàm ma, nhưng ở trong mình đã sửa đổi bản chất tinh vi của con người tốt đẹp, để biểu hiện là biểu dương lên một ngọn cờ rất là tung bay, rất là sáng rạng. Đừng nói mà nói, đừng làm mà làm, thấy không? Đừng nghe mà nghe, vui mà không vui. Không lẽ mình được ngồi đây mình cười hoài sao? Hay là mình gặp cái gì mình cười sao? Mình vui ở bên trong của mình, nó có lợi ích. Cái vui đó nó không có nảy từ sinh ra, nó không dục vọng, nó không có diễn biến ra những cái điều mà chúng ta phải thất bại. Nó dục phá con người mới tốt đó, thành số. Mất nhân mất đức cũng do ở bên trong của mình. Cho nên mình đem cái vui lấn cái buồn, mình đem cái khôn lấn cái ngu, đem cái trí sáng lấn cái tối, đem cái hạnh nguyện của bà Quán Âm Bồ Tát để lấn cái người tu không có hạnh. Đi cũng không giống cái người hiền lành, nói cũng không giống, thì làm sao mà mình cầu Phật chứ? Mình muốn về sư Phật. Thì nói chuyện cho tất cả quý đạo tràng một chút, thì mình phải làm sao? Ở bên Việt Nam mà qua bên Úc Châu này cũng vậy, phải mặc áo gì, phải biết tiếng một chút, trao đổi lời lẽ, hỏi qua lời, và ở nơi đây người ta có gì mình cũng ăn chút, thấy không? Và người ta mặc áo gì mình mặc để kỳ thị mình là người dân Việt Nam. Ở đây mà muốn về Tây Phương Cực Lạc, về nơi cõi đó thì mình phải làm bằng cách nào? Khi không mình đi được không? Không được. Mà mình lên đó mình không biết gì hết thì mình tục mà về tiên đâu có dễ đâu. Vậy hôm nay chúng ta bần sĩ xin kính nhắn anh em có phép pháp hết như không? Làm bằng cách nào để vận chuyển con người mình và thay đổi cái máy xăng tốn kém quá, bây giờ thay máy dầu. Trong khi thay thì cái máy nó bị ngợn bao nhiêu ngày. Dễ lắm, không có khó đâu. Sự thay đổi, chịu làm ở đây có ăn, chịu đi thì tới, mà quyết chí tu thì thành. Chừng nào thành thì mai mốt thành. Mai mốt thành mà biết mai mốt nào, tôi không thành gì hết. Nhưng thành thật trước đâu, thành người trước, thành một bậc sĩ như ở tại gia đình của mình, gia thế đế tự. Mình thành một đạo của trời hai chữ từ bi, lỡ truyền sấm đế rắn ghi trời cố học từ bi hằng ngày. Học sửa tánh, sửa tâm, sửa nết, không có phơi. Người tu đi dặm trên cung mà đài Phật tiên.
mình biết đạo hiếu rồi hay là nghĩa nhân, mình phải nói ít và nói chuyện hiền, để lây lan khắp mỹ cả nơi miền Nam Châu. Mình biết tu không có dễ đâu, mình bắt nghiệp cầu trải khảm cho người đi. Mình tu để hỏi làm gì cứu dân độ thế, từ khi đau buồn. Mình tu để làm gì? Đâu phải mình điên, hay là mình dại mình cuồng, hay là mình đọc kinh đọc kệ như gió luồn thổi qua. Mình tu để làm gì? Để hiểu thảo mẹ cha, để trì tâm niệm Phật Di Đà cho phai, phai những sự lạc lời không có biết. Bút mực kia thầy viết mấy đời, gỡ khắp miền châu bể chúng sanh ơi. Không hiểu được trách thời thầy không nói. Người thanh tịnh thầy đâu phải là thầy bói, nói dối để kiếm tiền rồi lại kiếm xu. Kiếm người đạo sĩ lo thu sớm chiều, rạo bước bậc sĩ vô tại nhà, mở miệng ra nói chuyện thật thà, thương yêu đồng chủng kính ông bà người trên. Lời truyền thầy dặn đừng quên, lúc nào mình cũng có tuổi tên trên đời. Mình nói với bậc trên trước á, nhỏ tiếng nhẹ lời, thâm tâm mình quyền diệu tuyệt vời biết bao. Không phải ngài chỉ trên chốn trời cao, mà chính mình làm trời đó bớ nào trò nghe. Mình làm Phật, làm tiên, làm thánh, mình không có về. Mình muốn gì được lấy đó. Thì Phật tử có nghe thầy kể, ở đây không phải là quê, thăm trò chút xíu rồi thầy về đâu đâu. Cũng như trò vậy, ở trong Ta Bà này là chốn biển sâu mà, có lội bơi muốn thở rồi có sầu thế gian. Cũng không vĩnh diện đời tàn, cũng đều gửi lại đừng hoang mang thầy buồn. Kinh lực Phật dạy giả cuồng giả điếc, để ngâm nga thầy viết một bài, tăng người trần chưa biết nổi bi ấy. Còn đó khổ còn ăn mài nơi thế tục, thầy thấy buổi chiều nay là ôi cội phúc. Thầy trò mình nhín nhúc đôi câu, về đi tỉnh dậy canh thâu. Con ơi thầy đợi chúng bể dâu, rồi chiều ráng lẳng lặng, ráng thương yêu đồng chủng. Mũi tên ma bắn không phụng trò đâu, hy sinh dù lắp bể dâu, không màng danh lợi chỉ đôi câu cầu nguyện. Chính mình là Phật nè, mình lại là tiên, mình là thần nè, là thánh, mình cầu nguyện nữa ai. Nợ trần trò bỏ đừng dai, sớm hồi phúc lại rồi chuyện ngay về mình. Cực khổ thương hay là học giỏi đến sân trình cũng do mình đó, rồi nhìn thử xem. Tây phương ngày đứng bên rèm, thấy nơi trần thế rồi chèm nhèm súng phá. Bất cứ không luận trẻ dưới già, số bề số bộn rồi hỏi chứ, niệm Phật bà làm chi? Nếu trò học đạo từ bi thì đây là gương chứng của bậc Mô Ni Phật trời. Đức Quán Âm tuyệt vời thông cảm, chúng sanh ơi mửa dám đơn sai. Thầy buồn trong dạ rứt rai, gặp trò phút nữa rồi thầy chia tay phản hồi. Ở lại đây chúng con ráng nha, chứ không phải chịu mồ côi. Một mình lãnh thổ đứng ngồi bình yên, không có sao đâu. Mình có các bậc thiên nhiên nè, có ngài đạo sĩ, có bậc lương hiền gần bến. Cực thân cũng chớ rỉ rên chiều buồn, nhớ Phật đăng tên mình rồi. Kẻ hung dữ chúng con sống đi coi làm mồi cho thú.
vài năm nữa đây hay chừng nào thầy dám nói với hống quỷ hú ma la. Trước kia thầy chỉ sáu chữ Di Đà là đường thoát tục được qua nơi miền. Không nghe thầy còn chữ điếc chữ điên, chữ khờ chữ dại. Rồi ai biên cho mình ngày mai ra chốn sân trình, đôi lời thầy giảng thầy xin mấy lời xin đồng đạo ráng thảnh thơi hồn lẫn xác nha. Xin quý trò tưởng Bồ Tát Quan Âm ngày đêm sắm hối lỗi, làm ở đâu bà cũng thị hiện do tâm của mình. Ráng cầu xin đi nhìn coi nè, bà cầm bình nước tịnh bình nha, tay cầm dương liễu để cứu sinh trong đời. Đúng là thờ Bồ Tát trời quân tàn giang dội khắp trời năm châu. Chỉ mình có niệm Quan Âm Bồ Tát mấy câu thì ở đâu bà cũng đến, bà giải sầu cứu an. Thì khi mình còn ở trần gian, thầy đang nhắc nhở trở nên mang vào lòng mình tốt đẹp đó, cũng như mình giữa bá tòng nơi thế. Thì xin quý trò đừng có lập mưu lập kế hại người, hay đừng có buồn nhân cây lỡ không tươi, ráng mà tư từ từ tư lại. Không phải theo thầy quý trò lại bái, lại cho nhiều mời làm trái đạo làm sao. Trời chiều gan ruột quặn đau, thầy nhìn thấy đạo xôn xao trong lòng. Mong hết nha hôm thầy đưa chúng con đến thuyền rồng, trở về nơi cõi tỉnh nón bồng cảnh tiên. Thâm tâm cố gắng cầu nguyện, nghe thầy bình tĩnh rồi yên xa hồn. Bây giờ thầy ví dụ như là Phật tử như một cái bồn nha, linh hồn trò như cái hoa trắng đó, để tồn rồi chứng. Kiểm tâm kiểm tánh coi chừng, hư nên mình biết đừng bao dừng lại chi. Hằng ngày con cứ ra đi, làm việc gì cũng được, đừng để suy di tâm mình. Hôm nay thầy cũng vui để có đôi lời để mà kể chuyện cho tất cả tự nghe vào những cái đường lối tu tập của mình. Có một vị ngày qua đó có hỏi thầy gì chứ tuần sau đốt ráo thì chỉ thì cũng thật tình lắm, nhưng mà thầy nói là được thì chỉ cho. Ngày trước đó có buồn thầy nhiều và buồn ít tới bớt luôn, thấy không? Và đêm ngủ đừng có suy nghĩ bình luận những cái gì hơn thua nữa, là một. Thứ hai, thứ ba là giúp đỡ mọi người. Khi đó mình giúp con đồng dần giúp 2-3 đồng, nhưng mà không phải biểu gì để mà đem giúp cho bần sĩ không, tùy cơ ứng biến. Mình để đó để coi tất cả các vị nào hay ở đâu hay bất cứ giờ nào giúp đỡ người, người giúp lại mình, vậy đó là rốt ráo. Và ngày xưa đó mình bừa bãi, mình nói tiếng nó không được thông, ai không thương mình không thông cảm. Bây giờ mình nói làm sao cho ta mến yêu mình và ta thông cảm với mình, và mình bỏ đi những cái gì mà nó không có thể cứu cánh được, rốt ráo. Và hồi đó gia đình mà đối với vợ con mình á, cái mình đi về đó bụng mình la quá trời lớn. Nhưng bây giờ mình rốt ráo không có la nữa. Con chưa dậy bà, nếu lớn tuổi con chưa dậy em, nói chưa rồi anh phụ nghe không. Mà ngày xưa là chửi đó, đó là rốt ráo, nghe không? Chửi đó, bởi vì chồng chúa vợ tôi không có nữa đâu, nam nữ bình quyền, ai tu cũng về tiên về Phật hết. Xin cái thưa quý vị đừng buồn, còn vợ cũng vậy nha, bình quyền thì bình quyền. Vì Quan Âm Bồ Tát nói kỳ này rước hình mình phải nữ, tội lắm nha, phải đi đùm con rồi theo đó, không thèm làm nữ nữa, làm nam. Nhưng mà rất tiếc là mình phải học cái pháp nam, học cái bài của nam, chứ mình có học bài nữ. Bà nói là tại sao Quan Âm Nam Hải, Quan Âm mà có cái chữ Nam Hải trong đó, Kỳ Vân. Quan Âm là Diệu Thiện, là đàn bà mà có cái chữ nam, hồi xưa là một khế tử. Rồi có một cái vị đã muốn, hay là thầy cũng không hiểu lịch sử nhiều nữa, nếu mà quý vị có coi cũng từ bi quan hỷ ha,
lợi đòi cưới hay là vua cha hay là ai đó ép biểu là thấy tử đi cưới vợ, thấy cử là thôi, thôi để kiếp sau kiếp này lo đi tu. Lời nói không có thấy một cái gì á mà kiếp sau thì phải là Quan Âm diệu thiện. Đây là Quan Âm Nam Hải. Cái Nam Hải là còn cái cốt lõi là một thái tử đó, một người là nhà vua đó, chứ không phải tầm thường. Cho nên một lời nói chơi của mình là không nên nói nữa. Thầy thiết tha mong hết tất cả Phật tử ở đây ha, mình không có nói chơi, nói thiệt nha, không ăn thiệt làm thiệt, người ta nói chơi bời đó, không có nên nói, nó không có kết quả được. Mà mình mang tội với mình là tại sao cái hơi thở hồi nãy nó nói là mình nói tầm bậy đó, bây giờ mình không có nói nữa, mất cái hơi thở đó rồi ai nuôi cái chí, ai nuôi cái tâm của mình, rồi ai mà bảo dưỡng cho mình. Đó là cũng như là có cái bóng đèn mà không có dây điện, chuyện điện nó không vô tới thui à, nói vậy. Thì hôm nay chúng ta sửa đổi làm người được là tốt lắm, không có gì hơn. Rồi quý vị sẽ thấy biển khơi sao mà chết hết trơn bên kia, mấy tàu mấy bè đen thui không, mặt mày vậy thì còn thấy có chị cái lọ nồi đó. Thì kể vui nha không, quý vị có đồng ý không? Hồi nãy Ngọc Sương có hướng dẫn thì để đầm dơi để coi dơi. Nhưng mà khi đi thầy nói ủa sao nay đi coi dơi, cô bông cô qua hay là xe gà nghiệp lắm, còn khờ lắm đi coi dơi, mà về bài dơi nó biến mất tiêu không còn con, không còn, đi coi dơi mà không còn dơi, biến mất hết rồi. Thầy trò chơi dơi đi về hướng dẫn thầy đi coi dơi mà thầy không còn con dơi nữa biết đâu. Thầy định mà hãy lại gặp nó, cái thầy nói mấy câu trời ơi, hồi đó nói lộn đầu với đất mà trở cảm lên trời, cho nên kiếp này phải treo cái giò mà chịu. Rõ ràng cái kiếp con dơi mà không thấy nói ai giờ đó, vậy đó. Thì quý vị thấy vậy chưa, có không có dơi mà có dơi, vì mình đi vô đó nhớ lại cái tiền kiếp của con dơi này là cái con người mà nói chuyện không có đúng, nói lộn đầu với đất trở cẳng lên trời mà cứ nói hoài à. Thành ra cái kiếp này phải thành con dơi mà phải chổng cái đầu ngủ, chỉ ăn ngốc lên mổ được thôi, Phật cũng phải chổng cái đầu, nó không chổng đâu đâu có sống được, thành ra con dơi. Thầy trò thì đi xuống coi dơi, đi coi dơi mà đi kiếm cùng không có dơi, thầy trò chơi dơi mệt quá đi về nói vui. Đó thì chúng ta thấy những cái kiếp người. Còn tại sao mà có kỳ dân đi nữa? Để nhớ coi có không ạ? Có, ở Sapa, Lào Cai có trò đi không? Trò thấy những con heo, những con khỉ và những cái con mà nó đã thành. Nhưng mà đó là nói là thầy nói, trò đừng nói. Dân thập thiểu số mường, mọi da đỏ mường máng không đó. Mà thấy tại sao, ủa bây giờ nó đeo cái sợi dây chuyền từ đây nè mà sệ xuống tới đây. Còn cái lũ tay đó nó kéo sao mà dài xuống tới đây, nó đeo một cái khoen. Thầy nói trời ơi, nói không có được. Mà phải nói được thì khổ ghê không? Mới lên một kiếp mà còn đeo cái kiềng, cái cọng đó. Sợi dây xiềng rồi đó, mình xiềng heo đó. Bây giờ nó xiềng cái lại cần cổ đó. Còn lũ tay đó, nó đeo xuống vậy nè. Cái lũ tay. Rồi mình ỷ mình là người anh, mình là người chú bác của nó đó, cái mình lấn nó riết vô trong hang, ở trong. Rồi tất cả bà con của nó ở một cái chuồng vậy nè, một cái nhà chung vô ở luôn. Thì quý vị đã không tu cũng sáng suốt thấy nó là ai? Thú. Rồi thầy có nói chuyện với tất cả các vị mà mang tội không? Con nước nó chết hết trơn, nó không còn. Vì nó mới lên, rồi nó phải chết quỷ đi, rồi nó mới đầu kiếp lại cái người nào nữa, con người hay là thú nữa. Bây giờ không thấy nó chỉ nhăn răng thấy trắng tươi thôi mà thấy nó đen từ dưới lên. Con lọ nồi phải không? Các con thú nó trở về. Còn mình bây giờ được như thế này nè, mà lại rồi môi son má phấn nè, mặc đồ đẹp, đi xe hơi, được nói tiếng thông trong, được biết được hết sáng trí là mình tăng lên cái quả địa cầu trên nữa rồi đó, tăng lên đó. Chứ nói tôi
con chết rồi con trở xuống không, không phải xuống. Mà hàng ngàn cái quả địa cầu như cái bong bóng nó đang chờ đợi ngàn trăm hay ba ngàn chục năm á, mới được một cái, nó nuôi cái âm chất gì mà để ngày hôm nay chúng ta sắp có một cái nhà mới là quả địa cầu mới rồi. Quả địa cầu đó, đó nếu mình vừa có rồi thì cái người không có già đâu. Vì cái không khí nắng hồng nhạt, mưa không có tầm tã, nắng không có thép, mưa không có gào, bình minh ăn một cây cây sống bị trời không à, mấy ngày mới ăn được một cái cây hai trái nữa mà không có làm. Vì cây trái nó không có hoa hiền cỏ dại mà mọc lên thì loài người mình không có người hư, không có người dữ, không có cái người mà sanh tâm mô mô nữa, lòng người cốt thú nữa, thanh lược hết để lập lại đời thượng địa cầu mới. Thầy nói con thấy gì vậy? Thầy nói hoài. Nhưng mà thấy vì một ngày của thiên là ba chục niên của đời, có nghĩa là như thế. Cho nên hôm nay thầy nói vui với tất cả quý vị. Sao mà thầy lại nói kiếp con người, kiếp này kiếp kia với con vậy? Chỉ cho chúng con biết, chỉ cho Phật tử hay là thầy dám nói, dám chịu đựng với lực trừng trị của Thượng Đế. Nhưng mà đứa con mà nghinh ngang đó thì đi quan, cha đánh đuổi đưa vô trại cải tạo. Còn đứa con trốn cha đi đó, nó qua Úc có hãng xưởng, chịu đựng làm xong bạch tích không gửi thơ về, nhưng ngày gửi về là cũng như quan trạng về làng vô mừng cha. Ủa ai vậy mày hả? Sao tôi nhìn không thấy mày con rồi cha? Con xin lỗi cha, ngày con trốn cha con đi đó, con không có làm hư hoại mà hôm nay con đã làm nên nhà cửa rồi. Vợ con có dắt về, con phạm tội với cha. Ông cha ông đó, cha, chú cha, ông có quánh mình, ông chửi một hai tiếng thôi. Đó như vậy. Thì ví dụ như thầy bây giờ mà cãi trời mà thầy đâu có làm tâm ấy gì đâu. Thầy để khuyến độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng Phật tử, nhắc nhở con của trời dân của Phật để mau trở lại quê của cội nguồn của mình mà. Thì Thượng Đế có quát to rầy lớn thì cũng không sao hết, chịu đựng. Để mong sao tất cả Phật tử hồi tưởng lại đi trò. Mình chịu khó ngồi, có khi nào mình đi hoài không, nằm hoài không, đứng hoài không, ngồi xuống hay là đứng, nhìn nhận thấy được mình rồi là thấy tất cả bao la và những sự và kiếp rồi, kiếp này của mình và kiếp tới, chứ không phải là tầm thường. Hôm nay trong buổi thiết chiều, thầy cũng chúc lành tất cả quý Phật tử nhiều hơn. Nghe bây giờ trong lời lẽ của kỳ dân cư sĩ góp ý cũng thầy qua những ít câu, và cũng như có đại huynh để mà nói chuyện trong một phút ý của trò. Mời kỳ vân cư sĩ. Dạ, kính thưa đức thầy, vô danh ẩn sĩ, kính thưa quý vị đạo hữu có mặt hôm nay tại nhà của đạo Nguyễn Văn Oanh ở Sydney. Thì nãy giờ quý vị đã nghe những lời nhắn nhủ của đức thầy khuyến tu, mà hôm nay đó thì ở đây có thờ tượng Quan Âm, thì thầy có nói về đức độ của ngài Quan Âm hy sinh cho tất cả chúng sanh. Và khi mà chúng ta thành tâm nguyện đó, thì bất cứ nơi đâu sang hèn cũng có ngài thị hiện. Và chúng ta thờ dù sang hèn, tượng lớn, tượng nhỏ, sang trọng hay như thế nào thì cũng có một cái sự chứng giám của ngài. Thì trong thời đại hiện nay chúng ta thấy có bao nhiêu là tai họa trong xã hội, từ thiên nhiên cho tới khắp năm châu ở trong xã hội con người,
nơi nào cũng có những cái biến động, những tai họa, thì lúc đó chúng ta nhớ để niệm Bồ Tát Quan Âm, Ngài sẽ thị hiện tầm thân cứu khổ. Đó là những lời quý báu mà Đức Thầy Vô Danh Ẩn Sĩ đã nhắc nhở chúng ta. Tuy là những lời nguyện đã có từ xưa, nhưng mà tới hôm nay dịp Ngài sang Úc Châu, Ngài đã nhắc lại những người đồng bào của chúng ta ở đây. Thì tôi hôm nay cũng đồng cảnh ngộ của quý vị sang Úc những cái ngày đầu khó khăn, cho tới hôm nay thì cuộc sống cũng đã ổn định, thì chúng ta bao giờ cũng hướng về cái con đường tu hành. Tuy rằng ở đây thì đời sống vật chất có khả quan, nhưng mà bao giờ chúng ta cũng phải hướng tới cái con đường đạo. Kiếp này thì chúng ta hưởng cái cảnh nó tương đối sung túc, nhưng mà không có nhớ, không có quên cái con đường tu hành để tạo phước đức cho mai sau. Thì sau đây xin kính Thầy có những lời tiếp tục để nhắn nhủ những đồng đạo ở Úc Châu. Kính thưa Thầy. Kính thưa chú quý vị, đạo Tâm Ban Tín Đồ Phật Giáo cũng là trong gia đình của đạo Danh, để mà mời hết tất cả đồng đạo đạo tràng và cùng bần sĩ Vô Danh đến là quý vị gọi là thầy, nhưng khinh thưa không xứng đáng làm thầy, vì cũng như quý vị này, cũng như Kỳ Dân mới nói là tôi cũng như quý vị vậy, nhưng có khác là nhiều đời kiếp hay là như thế nào đó, lãnh cái phận sự sứ để mà làm được một cái việc mà khổ nhất trên đời không ai làm được. Lái xe quý vị lái được ha, đi làm bất cứ hãng xưởng nghề nghiệp gì làm được, nhưng có cái nghề này làm không được. Và sao mới làm được? Bây giờ bắt đầu học theo thầy phải làm thầy. Như thế, cho nên hôm nay thầy cũng xin nói đôi lời. Nếu có gì thì Phật tử cũng từ bi hoan hỷ. Và trước sau trong khi đi Tây Úc về có những cái lời kỷ niệm mà ngày nay thì thầy cũng không có hay làm biếng lắm, làm biếng biên sách, biên nhở, biên quan hô. Kỳ Dân cư sĩ nói tiếng quan hô là đời, mà nói tiếng hồi hướng công đức cho Kỳ Dân cư sĩ đã hết sức theo dõi và tìm kiếm những lời của tiền bối xa xưa đó, để giữ lại một phần kinh sám cho đời sau hậu thế. Thì đó là một cái việc cũng rất là khó làm. Nhưng hôm nay thì thầy muốn có đôi lời ở trong cái bài mà thầy đi Tây Úc nó còn nữa, nhưng mà để lúc nào làm xiên chút hay làm biếng lắm, cũng như là Đức Phật Thầy Huệ Năng không biết gì hết, giả gạo đó. Có nhiều gì ở trên rẫy thấy mất cười lắm, thì kể một chút ha. Nói là Đức Phật Thổ Huệ Năng á, ta giả gạo ta thành Phật, thôi giờ rút dưới bếp á nấu cơm, đừng nghĩ thành Phật. Thì thầy mới trả lời, thầy nói vô đây, vô đây, vô đây, học theo sách của Đức Phật Thổ Huệ Năng phải không? Đứng ngoài kia mỉm mỉm cười, tôi nói thành tật. Đi ở dưới trưa không có ngủ, ngồi quay á, đừng mừng đâm đậu đâm mè hoặc làm gì cũng làm, đừng thành Phật. Nhưng thầy nói không có đâu, tu thành thật. Còn quý vị mà ngồi ý đó đó mà lép nhép niệm, lép nhép miệng thì là thành tật. Thành tật bệnh đó. Bởi vì trưa mình đi ngủ đi, mình đi nằm đi một tiếng hay gì là mình cho cái pháp nhân của mình đi. Thôi bây giờ từ 12 tới 1 đừng ai kêu nha. Đó, mấy giờ ăn cơm mình điểm dân của mình bên trong á. Cái này không có, cứ mần hoài mà việc gì không rồi việc nấy hết trơn á. Thầy thấy là đây là đây, thành tật chưa? Dạ, thầy đi về rồi thầy kêu dĩa lại nay nè. Thầy nói hôm đó bữa nay thành thật rõ ràng rồi đó phải không? Vậy thầy nói vui ở đây quý vị đừng có buồn. Chúng ta phải đừng ép sát, mà ngày đại ân sáng của Đức Phật đó, cứ tự
do, mà trong tự do có giới điều kiện, cũng như Đức Di Đà có nói là Phật tử chúng sanh bá tánh niệm ta sẽ rước về an lạc quốc, nói vậy đó. Nhưng mà giới điều kiện niệm 3 tiếng tới 7 tiếng thôi, đừng niệm nhiều. Nhưng mà bây giờ mình niệm ngàn sâu chuỗi, có nhiều bà nói ra: thầy ơi, con thức còn ôm, con niệm riết sâu chuỗi 18 mà con niệm mấy, mười mấy, 20 sâu, thôi nó niệm chi dữ. Niệm nợ, thiếu nợ nè, thấy không, thiếu tiền dai nè, con cái chửi nè, ha niệm gì. Bà nói: dạ niệm Phật, đâu thấy Phật đâu. Nhưng mà Đức A Di Đà có nói rằng nước cực lạc của ta chỉ rước người niệm 3 tiếng thôi. Thầy ơi, cho con biết có 3 tiếng. Một tiếng thứ nhất, chúng ta xuất gia đầu Phật, không còn luyến ái, luyến tình, dục vọng, không tham mê. Một tiếng thứ hai, không nhớ đến những gì của thế gian này hết, phụi sạch. Không cần ăn mặc sang trọng, ăn uống gì xa xê, hiến dâng cho Phật. Tiếng thứ ba, chưa niệm là thành rồi. Thử nghe thầy nói không? 3 tiếng à. Còn mình giờ niệm quá trời, niệm hoài. Như vậy thì thầy biểu con niệm Phật niệm sao? Thầy chỉ cho nha. Mật niệm Di Đà vô biệt niệm Phật đáo ẩn Tây Phương. Niệm mà không niệm, quan niệm đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tuyền thân là Thái tử Sĩ Đạt Ta, sắp đến triều đình thấy mà mê mà mệt mết. Nhưng mà Ngài bỏ đi, bỏ vợ đẹp, bỏ con thương mà, có phải vậy không? Mình quan niệm cũng như anh quan niệm cho em nhiều lắm đó nha, em cứ làm bậy đi. Đó là linh quan niệm, linh hồn niệm, tư tưởng niệm, không niệm mà niệm. Nhiều vị đi trên xe thấy đi như thế đó, nhưng mà thầy bắt được thôi, tất cả các vị bắt không được cái gì đó đâu. Ngồi trầm ngâm, ăn mặc đồ quý vị thấy như là người ngoại quốc về vậy đó, ăn mặc đồ là người sang trọng hết sức. Nhưng mà đi trên chuyến xe thầy biết quý vị đã tu quyết liệt, tu rất nhiều, tu cho vượt qua tất cả những đường sanh tử luân hồi luôn đó. Tại sao vậy thì thầy biết. Như thế thì bây giờ thầy cũng như là cho Ngọc Sương đọc cái bài bữa qua có đọc rồi, nhưng bây giờ có quý vị chưa nghe đó, xin đọc lại ở nơi Úc Châu, cùng là đi nam miền Tây Úc như sau. Thầy trò đi hành hương mấy bữa, rồi thầy còn viết thêm cái khúc đoạn sau cùng như sau, rồi thầy mới về Việt Nam. Mời Ngọc Sương. Con cảm ơn thầy. Trước hết con xin phép thầy cho con có đôi lời với tất cả các anh em cô bác có mặt ngày hôm nay. Sự hiện diện có mặt hôm nay, con xin đại diện cho em con đến một cái ngôi gia của em con là điều rất là mừng, cũng như là cái tấm lòng của thầy để dành cho em con một cái thật là quý báu, bởi vì thầy là một cái đấng quyền vi cao cả mà con đã tôn trọng, là cùng một vị Bồ Tát mà được đến một cái ngôi gia như vậy đây thì thật ra khó có được cái vinh hạnh nào cho bằng. Những người sang trọng mà đến thì một cái vinh hạnh khác, còn như thầy, một cái người mà người ta nhìn thấy, người ta coi thầy cũng như bình thường không ra gì, nhưng cái sự hiểu biết của những người mà hiểu biết được thì rất là quan trọng, rất là kính mến. Cái ân đức của thầy được đặt chân đến đây và nó thiết pháp ra những lời vàng ngọc cho tất cả các anh chị em ở đây và đồng đạo cũng như cô bác ở đây được nghe để tiến tu hành trở thành một người đạo nhân tốt, thật là quý giá vô cùng. Con xin đại diện cho gia đình em con xin thành thật cảm ơn thầy là một đấng quyền vi cao cả. Con xin đòi ơn thầy. Xin kính thưa Phật tử, có biết cái chùa của thầy ở đâu không? Trả lời đi Nguyễn Đạo trong ngoài. Cái chùa của thầy ở Úc Châu nè, ở đâu không? Hương con dùng nó sáng, nó chỉ, nó ngó ngay kỳ dân rồi đó. Nó sáng. Cái chùa của thầy ở tại Thiền Tịnh Bổ Sơn, ngay chỗ Đại Huynh Kỳ Dân cư sĩ.
Dạ con xin phép đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Vũ Sơn Kỳ Hương, vô danh ẩn sĩ. Thầy dược ai trùng dương cực khổ, đem lý kinh giác ngộ cho người. Có cây cảnh vật tốt tươi, mong sao ba tánh toàn người hiền lương. Miền Tây Úc tuyết sương bao phủ, ta đến đây tạm ngủ 5 ngày. Biển rừng đồi cụm kề vai, hoa tươi đùm thắm hằng ngày, đẹp xinh